Bộ gắn kết yêu thương giữ gìn nghệ thuật chèo xin gửi tới tập thể quý vị một lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Và về dự với buổi giao lưu ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu các vị đại biểu khách quý đã có mặt để tham dự buổi giao lưu gìn giữ nghệ thuật chèo ngày hôm nay. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi, giám đốc nhà hát chèo Hà Nội, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Đình Ngôn, xin được nồng nhiệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ soạn giả Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài. Xin được trân trọng giới thiệu soạn giả nghệ sĩ ưu tú Xuân Hành. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Hiệp Đình, đại diện cho Công ty Phát triển Công nghệ Vạn Hoa Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, kính thưa tập thể quý vị, như chúng ta đã biết, nghệ thuật chèo là một loại hình nghệ thuật đặc sắc và đại diện cho văn hóa dân tộc Việt Nam ta. Vâng, những nghệ sĩ chúng tôi đã từng được đi lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới và các bạn trên thế giới từng hỏi chúng tôi rằng, thế ở đất nước các bạn, có loại hình nghệ thuật nào là đặc sắc và đại diện cho đất nước mình? Chúng tôi đứng lên hiên ngang và trả lời, ở đất nước chúng tôi có loại hình nghệ thuật chèo là loại hình nghệ thuật đặc sắc và đại diện cho dân tộc Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và trước khi đến với những tiết mục vô cùng đặc sắc ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Trần Hiếu, chủ nhiệm câu lạc bộ gắn kết yêu thương sẽ lên khai mạc cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa ban giám đốc nhà hát chèo Hà Nội cùng toàn thể các thành viên hội gắn kết yêu thương gìn giữ nghệ thuật chèo kính mến. Hôm nay tôi rất vinh dự và tự hào được đứng trước mặt quý vị và các bạn tại sân khấu nhà hát chèo Hà Nội để chia sẻ những tâm tư, tình cảm với tất cả mọi người yêu chèo. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin gửi tới các quý vị, đại biểu, khách quý, toàn thể các thành viên trong hội lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Vâng, thay mặt cho hơn 2.000 thành viên hội gắn kết yêu thương, gìn giữ nghệ thuật chèo, tôi xin trân trọng, chân thành cảm ơn ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chức nhà hát chèo Hà Nội và xin được cảm ơn gia đình chú Đỗ Phiệt đã đỡ đầu cho hội có chương trình gặp mặt hôm nay, cũng như toàn thể các thành viên đã có mặt về dự hội đông đủ tại đây. Với niềm yêu mến vô hạn, tôi thực sự xúc động và khó nói nên lời. Kính thưa các quý vị, hội gắn kết ra đời được hơn 2 năm với hơn 2.000 thành viên trên khắp cả nước với tinh thần nhiệt huyết yêu chèo và gìn giữ nghệ thuật chèo sau cuộc hạnh ngộ lần thứ nhất tổ chức tại Kinh Môn, Hải Dương. Kính thưa các quý vị đại biểu, chèo là một loại hình nghệ thuật có từ xa xưa trong nền văn hóa Việt Nam. Đây là một nét tiêu biểu trong văn hóa ứng xử của dân tộc. Tìm hiểu giá trị của sân khấu chèo, chúng ta đã hiểu về một góc của nền văn hóa dân tộc, đồng thời từ đó tìm đi hướng đi gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu chèo truyền thống của ông cha ta.
trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và mãi về sau, chèo là một môn nghệ thuật độc đáo được hình thành từ rất lâu đời, từ thế kỷ thứ 10. Từ đó chứng minh rằng trong các chứng tích cổ còn lưu giữ lại được khắc ghi trong sử sách ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn. Chèo không chỉ phát triển thịnh hành trong cung đình mà chèo còn ăn sâu vào phong tục, tập quán, nghi lễ của người Việt Nam chúng ta. Và tôn vinh trong cuộc sống hàng ngày, nghệ thuật sân khấu chèo đã trải qua một quá trình lịch sử lâu dài và đã đi sâu vào trong tiềm thức trong con người Việt Nam chúng ta. Đặc biệt là vùng châu thổ sông Hồng, sau khi hội tụ đủ tinh khí của trời đất, chèo đã hình thành bốn chiếng chèo gọi là tứ chiếng và trung tâm chèo Thăng Long. Từ đó chèo phát triển cho đến nay, bởi trong chèo phản ánh đầy đủ mọi góc độ của bản sắc dân tộc Việt Nam: lạc quan, nhân ái, yêu cuộc sống yên lành, bình dị nhưng tràn đầy khí phách của dân tộc Việt Nam. Như chúng ta đã biết, trong chèo nội dung bài ca, lối múa và âm thanh nhạc khí của chèo cho đến lề lối hát và động tác múa của đào kép với vối khí của nhịp trống đan lẫn tiếng đàn, tiếng nhị, hòa thanh cùng tiếng sáo, tiếng mõ, tất cả âm thanh hình tượng đó đều mang tải âm tâm hồn của mỗi câu thơ, lời hát, đào kép hát, múa thể hiện bằng nhấn nhá, luyến náy, buông chữ, nhả chữ, tròn vành rõ chữ và ở mỗi câu hát được đệm thêm âm y a. Đan lẫn vào trong các câu thơ lột tả được cái đẹp, cái tâm, cái thiện trong cuộc sống con người chúng ta. Kính thưa các quý vị đại biểu và khách quý, cùng toàn thể các thành viên hội gắn kết yêu thương gìn giữ nghệ thuật chèo. Hội gắn kết chúng ta với tiêu chí gìn giữ nghệ thuật chèo nhằm quảng bá chèo cho tất cả mọi người yêu chèo không chuyên trên toàn quốc, nhằm thúc đẩy nghệ thuật chèo đến với chúng ta tại đây bằng cách hội luôn luôn tổ chức gặp mặt giao lưu trực tiếp nhằm học hỏi trao đổi về nghệ thuật chèo. Bên cạnh đó, tiêu chí của hội cũng dành cho nhau những tình cảm anh chị những lớp đi trước và các em nối tiếp đi sau, với những tấm lòng chân thật động viên lúc vui lúc buồn, chia sẻ có nhau để cùng nhau một mái nhà gắn kết yêu thương theo đúng tiêu chí của hội đề ra. Một lần nữa cho phép tôi đại diện cho toàn thể các thành viên hội gắn kết yêu thương gìn giữ nghệ thuật chèo xin gửi tới lời chúc sức khỏe tới ban giám đốc, tập thể cán bộ công nhân viên chức nhà hát và gia đình chú Việt, cùng lời sâu sắc tới tất cả toàn thể mọi người. Chúc buổi giao lưu của hội chúng ta hôm nay thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin thầy cảm ơn ý kiến phát biểu rất là ý nghĩa của ông Trần Hiếu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ở nơi phương trời miền Nam thân thương ấy, có một người con đất Việt. Chú luôn đau đáu lòng mình hướng về miền Bắc thân yêu. Vâng, xin trân trọng giới thiệu gia đình chú Đỗ Quang Việt, cô chú lên sân khấu để có đôi lời chào tới toàn thể các vị khách quý ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, tân quý khách, kính thưa thầy Trần Đình Ngôn, kính thưa nhà báo Mai Văn Nạng, kính thưa nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài, kính thưa soạn giả nghệ sĩ ưu tú Xuân Hanh. Trước hết, hai vợ chồng tôi có mặt ngày hôm nay cũng gửi tới quý vị đại biểu cùng tất cả các anh, chị em, nhạc công, diễn viên từ khắp mọi tỉnh thành về dự một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các vị đại biểu, tôi có câu rằng: anh ở Đồng Nai nhớ chiếu chèo, dẫu rằng gian khó vẫn mang theo, giai điệu quê hương hằng tưởng nhớ, nay về hội tụ với chiếu chèo. Tôi được đứng trên sân khấu ngày hôm nay là lần thứ ba và cũng hai lần hát với một số nghệ sĩ chuyên nghiệp của nhà hát chèo Hà Nội tại chỗ này. Và được hôm nay thì trước hết rất cảm ơn sự quan tâm và sự dành cái tình cảm này cho tôi là nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi và ban giám đốc nhà hát chèo Hà Nội. Và cũng báo cáo các vị là cũng như lời giới thiệu, tôi cũng đỡ đầu cho câu lạc bộ gắn kết yêu thương đã quy tụ được tất cả các anh chị em nam nữ diễn viên rồi nhạc công của các tỉnh thành, rồi có những cháu rất nhỏ cũng mê về chèo, nên hôm nay vợ chồng tôi cũng về dự
và cũng tài trợ cái chương trình này chính cho Hội Gắn Kết Yêu Thương. Và một lần nữa cũng chúc các vị mạnh khỏe và chúc cho buổi giao lưu này thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và kính thưa toàn thể quý vị thân mến về dự với chương trình giao lưu ngày hôm nay. Vâng ạ, các đơn vị có những bó hoa tươi thắm để dành tặng để chúc mừng cho Hội Yêu Nghệ Thuật Chèo ngày hôm nay. Và đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu gia đình chú Đỗ Quang Việt sẽ có lãng hoa tươi thắm để tặng cho các nghệ sĩ yêu nghệ thuật chèo ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời ông Đỗ Hiếu sẽ cùng lên nhận hoa. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn lãng hoa của gia đình bác Đỗ Quang Việt. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu Hội Yêu Dân Ca Hải Phòng cũng có lãng hoa để dành tặng cho Hội Yêu Nghệ Thuật Chèo ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Điều sẽ lên sân khấu để nhận hoa. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Hội Yêu Dân Ca thành phố Hải Phòng. Và lãng hoa tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ Còn Duyên Vĩnh Yên Vĩnh Phúc sẽ lên sân khấu để tặng hoa. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Thử sẽ lên sân khấu để nhận hoa. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn câu lạc bộ Còn Duyên Vĩnh Yên Vĩnh Phúc. Và sau đây xin được trân trọng giới thiệu đại diện của công ty phát triển công nghệ Vạn Hoa sẽ lên sân khấu để tặng cho câu lạc bộ Yêu Nghệ Thuật Chèo những bó hoa tươi thắm. Và xin được trân trọng giới thiệu bà Đỗ Thị Hiếu sẽ đại diện để lên nhận hoa. Xin được trân trọng kính mời bà. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn công ty phát triển Vạn Hoa đã dành tặng cho Hội Yêu Dân Ca và Chèo những bó hoa tươi thắm. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu Hội Yêu Chèo Đài Loan cũng có những bó hoa tươi thắm để dành tặng cho hội ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Hiếu sẽ lên sân khấu để nhận hoa. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khán giả. Thì hôm nay đại diện cho Hội Yêu Hát Chèo bên phía Đài Loan, những người con xa xứ mà rất yêu nghệ thuật chèo, đã gửi tới với Hội Gắn Kết một lẵng hoa tươi thắm và chúc hội là hội diễn thành công rực rỡ. Và sau đây thì Hồng Vinh và Tân Đỗ cũng có gọi là một món quà gửi tới Trang để động viên. Và chúc cho buổi giao lưu hôm nay thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Hội Yêu Chèo Đài Loan đã có lãng hoa tươi thắm để dành tặng cho các nghệ sĩ biểu diễn ngày hôm nay. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu câu lạc bộ Yêu Dân Ca và Chèo cũng có những bó hoa tươi thắm để dành tặng cho hội ngày hôm nay. Vâng, xin được mời ông Trần Hiếu sẽ ở lại sân khấu để nhận hoa. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn câu lạc bộ Yêu Dân Ca và Chèo. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu chị Lương Minh Nguyệt và chị Nguyễn Kim Quy đến từ Quảng Ninh
cũng có những món quà và những bó hoa tươi thắm để dành tặng cho hội ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những lãng hoa tươi thắm của các câu lạc bộ, các hội đã dành tặng cho hội yêu nghệ thuật chèo ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để cùng đến với chương trình biểu diễn nghệ thuật ngày hôm nay. Và để mở đầu chương trình, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng thưởng thức làn điệu Hề Mồi soạn lời của Đỗ Quang Việt do Tốc Ca Nam Nữ biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi ở ơi, nơi xa nhớ chiếu chèo dẫu ngàn gian khó vẫn đi mang theo giai điệu quê hương hằng tưởng nhớ. Nay về chạy hội với nàng chèo. Anh chị em ơi, ta đi chạy hội nàng chèo nào. Ta đi nào. À, nhà hát chèo Hà Nội đây này. Về Hà Nội thủ đô yêu dấu ta chung tay mở hội chiếu chèo. Tiếng hát vang lên mời bạn muốn đi nơi này tụ hội về đây cùng cái hát. Bà con có biết không, ngày hôm nay từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Vĩnh Phú cho đến chiếu chèo trên đất phương Nam cùng về đây dự buổi giao lưu những người yêu chèo 2017. Chống câu ý ta hát tiếng hát nghĩa tình điệu chèo vi vút ni tiếng trống vang lên ni từ khắp mọi miền chung câu hát ni tiếng hát quê hương dọn trống mì chèo. Đúng tiếng hát quê hương dọn trống chèo vậy có thơ gì thơ rằng thơ sao gắn kết yêu thương một mái nhà. Hôm nay quý tụ bạn gần xa cùng chung câu hát mừng tất cả mừng đến mọi nơi đến muôn nhà. Vậy anh chị em ta hát lên nào. Ta nghe chúng điểm đi các
chèo mê hay cởi sẵn đi à. Trang này trang ơi,
châu nong nàng ơi, ngoài vườn trăng đang tỏ, hoa được sương tươi nở, phong cảnh thật hữu tình. Muốn cùng nàng thâu canh, nhấp chén rượu ân tình cho đỡ ngơ. Kiếp sinh chàng miễn thư. Kìa châu long, bóng quê dại ơi. Khuyên chàng đừng nghĩ vòng
Vâng, xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ rất nhiều. Bờ tre cánh cò chấp chơi, theo em bay vào câu hát dân ca. Đông mái đình bến nước cây đa, cũng sao xuyên đêm hội nàng náo nức. Em hát câu con nhện rằng ý mùng quần quần y văn ý dương người ngọc. Hỡi nàng nàng ơi, quần quần văn ý dương người ngọc mà để khắc ghi khắc ghi câu thề. Em ơi đừng vội tùng cầu huê hát say mê, em ơi đừng vội ra về. Hãy cùng cầu huê hát say mê. Hôm qua biết đi chẳng anh đợi, hỡi nàng làng ơi. Hôm qua biết đi chẳng anh đợi, để khúc dân ca khúc dân ly ca theo cùng. Em ơi gian khổ đã từng, cho dù muối nghi mặn gần cay nắng mưa gian khổ. Yêu đời cầu huê hát cũng ngọt ngào say. Khăn xanh nhớ ai chảy hồi, hỡi người người ơi. Khăn xanh nhớ ai chảy hồi, tứ thần nào tứ thần yên đào. Câu ca tựa thùa ý hở lào, để cô đi tâm gửi trao giấc mơ theo nhịp mì vọng đào. Hội nàng vui nghe hát cũng thôn nỉ sao ý. Thương nhau nhớ hỡi câu duyên phận, hỡi nàng làng ơi. Thương nhau nhớ câu duyên phận mà để tâm tô thắm đi tô cuộc đời. Chúng hay xây dựng cuộc đời cho hạnh phúc mái đẹp tươi. Chúng tay xây dựng cuộc đời để hạnh phúc mái đẹp mì tươi. Vâng, xin tay cảm ơn bác rất nhiều. Tình người trao lại hết đi vừa.
trình người xây vẫn đẹp đất này dù bao tháng ngày mưa dầm bão giật nơi đây hàng cây vẫn xanh nghiêng mình soi bóng cùng quê hương vẫn thiên địa cường bão giông coi thường tin chỉ một ơi à một con đường bác đã đi nắng về xôn xao em đi phượng vẫy chào tiếng về đức xanh đi tươi cho mọi nhà gần xa đây ngàn lời ca cũng quý nhà trang hòa vọng ý gái
sẽ nét tranh son chùa tiêu với đỉnh núi thiên thai trải dài đồng sai chuông chùa ngân nga vắng ấy vắng rộn ràng lúc quan thai nhịp nhàng những bên y nước nghĩ đỏ ngang khắp mi chốn hân hoan tưng bừng nao nức lễ hội quê mỗi xuân đi về ta gửi trao câu thề mời người về với Bắc Ninh danh lam thắng cảnh hữu tình nên thơ nhớ ai tháng đời năm chờ mong thuyền cập bến ghé bờ yêu thương chuông chùa ngân nga vắng ấy vắng rộn ràng lúc hoan thai nhịp nhàng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tục chương trình, xin mời quý vị đến với nghệ sĩ Lương Minh Nguyệt với bài hát Đường Trường Tiếng Đàn Lời Cổ. Vâng, trân trọng kính mời nghệ sĩ lên sân khấu ạ. Vâng, quý vị dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúng ta chào đón nghệ sĩ ạ. Cho nhau nhọc nhằn
Em ơi, cuộc đời tuy sống cảnh tối tăm, anh ơi mà lòng em vẫn sáng tựa trăng rằm lúng quê linh, em vẫn hiểu chúng mình tuy gian khổ bởi đôi mắt chung cảnh ngày đêm tăm tối rực rỡ quanh ta, thế giới sắc màu mùa xuân đến cho cuộc đời thêm hương sắc rực hồng ánh lửa trong đôi mắt từ lòng ta tràn chứa nắng xuân, nắng xuân về. Hồng vẫn sáng ngời tim óc, bác gieo mầm đôi mắt mọc từ tay những người mù của hôm nay. Nhớ lời bác dặn những ngày năm xưa, đôi ta đang tuổi xuân xanh tươi vào câu hát vân vương trường xa hai tiếng thân.
cây phong ba trước biển đi. Đường vui chân bước thanh đi thang nước.
phải cảm ơn nghệ sĩ rất nhiều. Chân trở về nghỉ làng quê anh hát em nghe nghi điệu treo đường trường bắn thương nghi kỳ I'm
phách xuôi vàng ý đứng cái khe lắng kè ấy mấy chín
bâng khuâng anh bước qua cầu, hay chăng em hỏi nỗi sầu chia thông gieo bi
non sông mê kinh nhì thầy nước nghi chảy uốn nghi khúc nghi cánh nghi cò bay nài vượt mài lối non trên bãi bên sông trai gái trên đồng ai có về tình hôn bên sông cách đò sang đi đòi đấu tranh anh hùng bất khuất làm sạch trùng ý trinh bao năm đất chuyển mình chuồng đồng thâm mi canh cho nuôi nên xanh hương chay chín ngọt lý lành ai quê em đất vải thân bình nhị giang nghi thơ mộng đang giấc xuân đi lòng phơi phới vươn tới tường này khó khăn đi cấm giang nghề ngàn đường chân mỗi sớm đi tan đi ca xóm thôn đi dọn đi ra nghề ai đã từng nghề về linh giang ngang qua gia lộc ngàn yêu dấu ông khói vườn ý cao dân đổi tờ ý hào hội thang cha ông nguyên trái côn ly sơn thôn đúc chi căm hờn định thử vang cũng ca đi xa bên rừng thành đường nghỉ năm đi xuôi ngược nghỉ những chuyến xe đi dọc đất nước lối những miền quê thắm nơi những cung đường ngập tràn đi tình quê hương trong nắng trong sương lần bước em tới trường ôi đất mẹ hải dương tình quang tươi đẹp ý cường Thank you.
say nắng cháy ngọt. Ơn người trồng cây, tôi đứng nơi đây với bao người bất tử. Các chị, các anh đang yên nghỉ
bạc trước. Ông bạc, ông bạc.